nay đánh dấu quá trình 3 năm hợp tác của thương hiệu Volkswagen với Crescent Mall, đem đến các cái trải nghiệm cao cấp cho khách hàng. Volkswagen chúng tôi là thương hiệu xe cao cấp, đem đến những cái trải nghiệm, đem đến những sản phẩm mới cho thị trường Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin được chúc mừng chị Minh Thư đã đạt được các cái giải thưởng lớn nhất của năm 2023. Xin chúc mừng chị Minh Thư sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời đối với sản phẩm Volkswagen Virtus trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn ạ. Đây là cái món quà rất là lớn, chị rất là vui khi mà nhận được món quà này. Như chị biết thì đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Và cái mẫu xe này thật sự là chị cảm thấy rất là thích, tại nó phù hợp với lại gia đình chị rất là nhiều. Chị nghĩ là chị sẽ lưu lại những cái khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình và bạn bè qua những cái chuyến đi với chiếc xe này. Volkswagen.